Đây tạo cái tạo cái trang web tạo sao? Trang web không biết tạo. Tạo trên một đê chắc đi là sao? Ví dụ như cái hình nó là trên cái mạng chụp cây rồi không mà làm quen. Không phải, mày mày đưa mình sẽ tạo được luôn. Được, cái nào cũng được. Sao mà chắc hơn cái được cái gì vậy? Mày không thấy ví dụ tinh hợp gì đấy mà khẩu em cho chị cổ chị coi hình em nhất luôn. Ai? Em trên mạng em.